Xin chào anh chị và các bạn. Nuôi cái hương này thì liệu thị trường đầu ra có bị bão hòa hay không? Thì đây là một cái câu hỏi chung của nhiều người chăn nuôi. Không những là về con cái hương này mà bất kỳ con vật nào thì chúng ta cũng phải lo cái đầu ra cho nó. Thì đối với cái con cái hương này thì hiện tại thì đối với cái hàng thương phẩm thì đa phần là vẫn chủ yếu là cái hàng rừng. Anh chị em đi bẫy về và bán thương phẩm. Thế còn đối với cái hàng nuôi thì ở Việt Nam thì cũng chưa được phát triển rộng rãi, chưa được phủ rộng như nuôi những cái con vật thông thường như nuôi lợn, nuôi gà, chỉ phát triển ở trong khu vực miền Nam là chủ yếu. Vì vậy cái con cái hương này nó vẫn là một cái con vật là khá là mới mẻ trong cái việc là nông nghiệp chăn nuôi. Thì nó liệu có bão hòa hay không? Thì câu hỏi này thì mình cũng xin trả lời là ở cái thời điểm hiện tại thì để tiêu thụ được cái con cái hương này khi chúng ta nuôi sinh sản ra thì có hai hình thức. Cái hình thức thứ nhất là khi mà sinh sản ra chúng ta có thể bán con giống ở cái thời điểm là 2 tháng tuổi để cho những người mới nuôi có thể mua về và bắt đầu khởi nghiệp nuôi con cái hương này. Với trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta đẻ ra và chúng ta nuôi đến trọng lượng khoảng độ 3 kg thì bắt đầu từ giai đoạn đó thì chúng ta có thể xuất bán thương phẩm được. Thì đối với cái giá trị con cái hương này thì nó sẽ giá nó khoảng từ 2 triệu đổ lên ở khu vực miền Bắc đối với là cái giá trị hàng thương phẩm. Thì cái giá trị cao như này thì sẽ không dành cho cái người có thu nhập thấp mà chỉ dành cho những người có cái mức thu nhập cao và dùng cái con cái hương này để có thể dùng về cái việc là ăn mừng chiêu đãi hoặc là tiếp khách. Thì cái đối tượng khách hàng thì đa phần là những người là có tiền và những người dùng cái chất lượng của con này để dùng để đi tiếp khách và đi quan hệ. Thì hiện tại đối với cái hương này thì để phát triển rộng để bán nuôi và bán thương phẩm thì theo cái thông số mà tôi khảo sát thì nó vẫn chưa có nhiều. Và chúng khi mà chúng ta chưa bán được thương phẩm thì khi mà chúng ta nuôi hàng ngày thì nó chi phí đồ ăn nó cũng rất là thấp. Nó không như là ăn như là nhiều như là con lợn hoặc con gà. Đối với con lợn hoặc con gà thì cái thời gian chăn nuôi thì nó ngắn, nó không dài như con cái hương này. Thì khi mà chúng ta mà không bán được thì cái chi phí đồ ăn cho chúng rất là lớn. Nếu như mà nuôi cái thời gian quá lâu mà không bán được thì nó sẽ quá lứa và sẽ bị lỗ về cái đồ ăn. Thế còn đối với con cái hương này thì chi phí ăn khá là rẻ. Như mình chăn nuôi thì nó hết khoảng độ 2.000 trên một ngày trên một con thì nó cũng không tốn chi phí nhiều. Mà khi chúng ta nuôi thì nó càng nặng cân lên chứ chúng cũng không thiệt hại gì cho chúng ta. Vì khi chúng ta xuất bán thì chúng ta cũng xuất bán tính theo cân và chúng ta bán chứ chúng ta không bán theo con. Đấy là cái bán thương phẩm. Và cái thứ hai là đối với cái con cầy hương mà được bẫy ở rừng thì để đánh bắt về lâu về dài thì cái nguồn tài nguyên ở trong rừng thì nó cũng sẽ cạn kiệt. Không thể nào mà nó sinh sản kịp để cho chúng ta phục vụ hết cho chúng ta cái việc để chúng ta thương phẩm. Và cái thứ hai là cái nhu cầu của cái người chăn nuôi hiện nay về cái con cái hương này thì nó cũng khá là cao. Vì đối với cái nuôi phổ thông như nuôi lợn, nuôi gà thì nuôi lợn thì cái thị trường chính tiêu thụ là không phải ở Việt Nam mà thị trường chính là tiêu thụ ở bên Trung Quốc. Thì hiện tại là bên Trung Quốc đang bị dịch và cũng đang không có thể vận chuyển và đang bị cấm biên. Thì cái thị trường đối với con lợn thì cũng đang bị ế, nhất là khi thị trường lợn ế thì đi kèm theo thì cái sản phẩm cám lợn và những cái sản phẩm khác thì cũng bị chậm theo. Tại sao lại tôi biết được thông tin như vậy? Vì khi mà đi mua cám về cho con cái hương này ăn thì tôi thấy những người bán cám thì cũng chia sẻ là năm nay thì thị trường Trung Quốc đã bị dịch và cửa khẩu đã bị đóng và chúng ta không thể xuất được lợn sang bên thị trường Trung Quốc và người dân thì không bán được thì cứ cùng nhau là đóng góp và mổ một con lợn và có thể là nhiều nhà ăn chung. Thì đây cũng là cái hiện trạng chung của cái thị trường nuôi lợn. Đối với bò cũng vậy, thì cái giá trị con bò thì cũng rất là rẻ và nguyên con bò mấy tạ thì xuất đi cũng chỉ được 25 triệu thì bà con nuôi thì nó cũng không có lãi. Còn đối với cái thị trường gà, gà công nghiệp thì cái thị trường gà thì cơ bản là nếu như chúng ta nuôi gia công cho các nhà máy lớn, ví dụ như CP hoặc là các nhà máy khác thì nuôi lấy công làm lãi thì có thể được. Chứ còn nếu như chúng ta tự nuôi mà tự tìm đầu ra thì nó cũng đang rất là ế.
vì năm nay kinh tế rất là khó khăn, cái nhu cầu ăn uống và tất cả nhu cầu khác thì đều sẽ phải giảm lại, vì kiếm tiền nó khó khăn thì mọi cái hoạt động nó sẽ phải hạn chế đi. Thế còn đối với cái mô hình nuôi cấy hương này nó còn phát triển hay không? Thì hiện tại như mình đang nuôi thì mình cũng thấy là nuôi cấy hương này thì nếu như chúng ta có con giống tốt và chúng ta có kinh nghiệm nuôi thì nó cũng khá là dễ và ổn định về cái việc là nuôi và phát triển và sinh sản. Thì đối với mình lựa chọn thì cái việc mình kết hợp là song song, vừa kết hợp bán thương phẩm và vừa kết hợp bán giống. Thì đối với những con nào mà mình xác định nuôi thương phẩm thì mình sẽ có cái chế độ ăn riêng để cho chúng có thể phát triển nhanh và có thể xuất bán thương phẩm để quay vòng được cái dòng vốn. Thế còn đối với những con mà xác định mà nuôi để gây giống và giữ lại để tăng đàn hoặc là nuôi sinh sản thì phải có chế độ ăn khác. Thì hai cái chế độ này nó khác nhau hoàn toàn. Đối với nuôi sinh sản thì chúng ta không thể nào nuôi chúng béo quá, vì khi nuôi béo quá thì chúng sẽ sau này chúng sẽ phát triển về cái việc sinh sản nó không tốt. Thế còn nếu mà nuôi thương phẩm thì chúng ta nuôi cứ càng lớn nhanh thì chúng ta sẽ có cái thời gian bán được nó sẽ ngắn đi và chúng ta sẽ có thể là thu được cái tiền đó về. Thế còn đầu ra đối với cái con cấy hương này thì như đầu video mình cũng đã nói, nếu như mà chúng ta chưa bán được thì cái chi phí đồ ăn nó cũng rất là rẻ, nó không đáng kể, không tốn của chúng ta quá nhiều tiền vào thức ăn. Thì nó khi nuôi càng lâu thì cái số cân nó sẽ tăng lên và chúng ta cũng rất là có lợi. Thế còn khác với so với những cái con vật khác, khi mà nuôi nó không bán được và khi nuôi quá lâu thì nó sẽ ăn uống của chúng ta rất là nhiều thức ăn và chúng ta sẽ bị lỗ cái phần đó. Thế còn đối với cái khu vực miền Bắc thì mô hình nuôi cấy hương này thì nó cũng chưa phải là phát triển rộng, nó mới có ở một số khu vực và cái mô hình này vẫn là còn là mới mẻ, vẫn chưa được phổ rộng. Vì vậy đây mình cũng chia sẻ những cái mình biết để giới thiệu đến anh em cái mô hình nuôi cấy hương này. Như mình cũng bắt đầu nuôi cách đây nhiều năm thì mình thấy là đầu tiên cũng trải nghiệm là khi mình cũng được thưởng thức khi đi tiếp khách thì mình cũng thấy là cái chất lượng thịt của nó rất là ngon. Cái thứ hai là cái nuôi cái con cấy hương này thì nó khác hẳn so với nuôi những cái con động vật khác, là nó rất là sạch sẽ và khi mà vào trại thì nó rất là thơm và nó không không có những cái mùi gọi là hôi thối. Nếu như mà chúng ta nuôi lợn hoặc nuôi gà nuôi bò mà chúng ta vào cái trại thì cái mùi nó rất là nặng mùi và khó chịu. Còn nuôi cấy hương này thì cái phân và nước tiểu của nó thải ra thì khi mà chúng ta vệ sinh sạch và có cái xử lý tốt, có thể là cho đổ xuống ao để nuôi cá hoặc là có thể dùng bể phốt thì nó rất là sạch sẽ và nó không có cái mùi khó chịu. Cái điều thứ hai là cấy hương này thì nó cũng mang lại cái giá trị cao cho chúng ta khi chúng ta nuôi. Có một cái điều là giai đoạn đầu thì chúng ta nuôi thì chúng ta cần phải đầu tư về cái chi phí con giống thì nó hơi cao, nhưng mà về lâu về dài nuôi thì nó sẽ khoảng mất khoảng độ, nếu như chúng ta nuôi số lượng nhiều thì nó khoảng độ 1 năm sau đến 1 năm rưỡi thì nó sẽ chúng ta sẽ nếu chúng ta xuất bán chúng ta sẽ có thể là mang lại cho chúng ta được cái tiền đầu tư ban đầu. Thế còn như trang trại của tôi thì cũng đã bắt đầu là xuất bán những cái con giống này, thì anh chị em cũng có thể là nghiên cứu và trước khi chúng ta đầu tư về cái mô hình nuôi cái này thì chúng ta cũng cần biết là cái kinh nghiệm và cái kỹ thuật để chăn nuôi con cấy hương này thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể nuôi được. Thế còn đối với bản thân tôi thì tôi cảm thấy là nuôi con cấy hương này bây giờ là cảm thấy là phù hợp và nó có một cái lợi thế nữa là nó không mất quá nhiều cái thời gian của cái công chúng ta chăm sóc. Một ngày chúng ta nhiều nhất là chúng ta mất khoảng tầm độ 2 tiếng trên một ngày là chúng ta có thể là vừa nuôi và chăm sóc và cho ăn và vệ sinh được cái con cấy hương này. Thì đây cũng là một cái mô hình lý tưởng mình có thể giới thiệu đến mọi người và có thể là mọi người nếu như còn câu hỏi nào thắc mắc thì có thể là đặt câu hỏi ở phần bình luận hoặc là có thể liên lạc số điện thoại ở góc trái màn hình, mình sẽ có thể là hỗ trợ anh chị em là người mới nuôi về hiểu biết thêm về cái con cấy hương này. Đối với con cấy hương này thì nó một cái đặc điểm nữa là cái đồ ăn thì nó cũng khá là dễ kiếm và nó cũng có xung quanh chúng ta. Như tôi đã cho ăn thì đang sử dụng cái đồ ăn là đầu gà và chuối và thêm một chút cám thì nó cũng là cái đồ dễ kiếm và chi phí nó rẻ. Chi phí chuồng trại thì cũng không tốn quá nhiều. Thì chúng ta có thể nuôi ở
thành thị cũng được, và có thể nuôi ở nông thôn cũng cũng được, và chúng ta có thể là trải nghiệm và nuôi thử. Nếu như mà chúng ta muốn mang lại kinh tế nhiều thì bắt buộc chúng ta phải đầu tư số lượng con giống nhiều lên, và hàng năm nó sẽ sinh sản cho chúng ta 2 lứa, và chúng ta có thể là xuất bán ngay được nếu như chúng ta không muốn tăng đàn. Thì đây cũng là những cái chia sẻ ở trong video này đối với cái chủ đề là cái hương nó có bị bão hòa hay không. Thì mình nghĩ là cái thời gian mà để bão hòa được thì nó còn rất là lâu. Khi mà chúng ta còn suy nghĩ là nó còn bão hòa thì người khác người ta đã phát triển tốt rồi, thì khi mà chúng ta vào cuộc chơi nó muộn thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào mà tìm kiếm được một cái cơ hội mới. Vậy đây là cũng là một cái lĩnh vực mà chăn nuôi là mới, thì anh chị em cũng có thể là chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta có thể là nuôi, và chúng ta nên bắt đầu từ những cái bước đầu là đầu tư ít một để chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm, và sau đó khi mà chúng ta có kinh nghiệm nhiều rồi thì chúng ta có thể đầu tư thêm dần dần, và chúng ta sẽ có được những cái thu nhập và những cái mong muốn từ cái con cái hương này mang lại. Thì video của tôi đến đây kết thúc. Chúc anh chị em chăn nuôi thành công.